Trân mến chào cô bác và anh chị đã trở lại kênh của Trân Vlog. Và hôm nay Trân sẽ tiếp tục hướng dẫn cho cô bác anh chị học tiếp phần 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ dành cho các cô bác anh chị lớn tuổi và những người tiếng Anh có phần hạn chế nha. Và hôm nay mình sẽ làm 10 câu tiếp theo. Bây giờ mình bắt đầu nha. Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. Because of high taxes, taxation without representation. Câu 61, người ta hỏi là tại sao những người thuộc địa lại chống lại người Anh? Những người dân thuộc địa lại chống lại người Anh? Thì câu này mình sẽ nghe được cái từ colonist. Colonist là người dân thuộc địa. Fight là đấu tranh, British là nước Anh. Và mình phải nghe được từ khóa là colonists fight British, à, những người dân thuộc địa chống lại người Anh. Và cái câu này không phải là câu dễ, cho nên Trân sẽ đi từ từ để cô bác anh chị theo dõi ha. Và cái câu trả lời của nó là cái câu vì thuế cao, because of high taxes. Because of high taxes là vì thuế cao, cho nên người dân thuộc địa chống lại người Anh. Và ở cái từ mà ở trong ngoặc á, thì taxation without representative là phải đóng thuế mà không có người đại diện. Thì khi mà cô bác anh chị học cái câu này, có thể mình không nhớ được cái câu ở trong ngoặc thì không sao hết. Mình cố gắng mình nhớ được cái câu trả lời là because of high taxes, bởi vì thuế cao. Tiếp theo. Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. À, câu số 62 này người ta hỏi là ai viết ra bản tuyên ngôn độc lập? Câu này là bắt buộc phải học thuộc lòng thôi các bác anh chị. Who wrote là ai viết, Declaration Independence là bản tuyên ngôn độc lập, là ai viết à? Thomas Jefferson. Cái câu này giờ để dễ nhớ thì mình chỉ cần phải ghi ra tay mỗi ngày, phải thấy cái câu 62 ai viết bản tuyên ngôn độc lập, ghi ra Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Chỉ có cách học đó là mới dễ nhớ thôi. Thậm chí Trân học cũng bị quên cái câu này. Cho nên cô bác anh chị nếu mà học thì ghi cái câu này ra tay ha. Học tới cái bài cái câu này, ghi ra Thomas Jefferson viết bản tuyên ngôn độc lập, wrote independent, declaration independent. Được không ạ? Chỉ có cách đó thôi, chứ còn không biết học cách nào để cho nó mau vô hết. Câu tiếp theo. When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. July 4th, 1776. Câu số 63 người ta hỏi là khi nào bản tuyên ngôn độc lập được thông qua, adopted? When là khi nào, Declaration Independent là bản tuyên ngôn độc lập, adopted là thông qua. Và cái câu này mình phải nghe được từ khóa là when Declaration Independent adopt là thông qua ha. Và cái câu này mình sẽ trả lời là ngày July 4, phải không ạ? July 4, 1776. 1776. 1776. 1776 mình chia ra làm hai ha. 1776. 1776. 1776. July 4, 1776. There were 13 original states. Name 3. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire. New York.
New Jersey, New Hampshire, New York, New Jersey. Câu số 64, người ta hỏi có 13 tiểu bang nguyên thủy và cho biết tên 3 cái tiểu bang, 3 cái tiểu bang ở trong 13 cái tiểu bang nguyên thủy đó. 13 tiểu bang original states, 13 original states, đó là cái từ khóa mình phải nghe được ạ. Và Trân chọn cái đáp án cho mình dễ nhớ nhất, đó là có 3 chữ New đầu tiên luôn. New York, New Hampshire, New Jersey là 3 cái tiểu bang nguyên thủy đầu tiên của nước Mỹ ha cô bác anh chị ha. New York, New Hampshire, New Jersey. Câu tiếp theo. What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Constitution was written. Câu số 65, người ta hỏi là cái chuyện gì đã diễn ra tại Đại hội lập hiến? What happened? Chuyện gì đã xảy ra? At the Constitutional Convention. Constitutional Convention. Đại hội lập hiến. Lập hiến là lập ra hiến pháp phải không ạ? Mình nghe được Constitutional Convention, đại hội lập hiến là mình biết là cái câu trả lời nó nằm trong đó rồi phải không ạ? Và mình nghe được cái từ khóa là what happened và Constitutional Convention, đại hội lập hiến. Và câu trả lời là Constitution was written. The Constitution was written là hiến pháp được viết ra. Phải không ạ? Câu tiếp theo. When was the Constitution written? When was the Constitution written? 1787. 1787. Câu số 66 này người ta hỏi là hiến pháp được soạn thảo khi nào? Hiến pháp được soạn thảo khi nào? Constitution written. Constitution written là cái câu khóa, cái từ khóa mình phải nghe được ha. When Constitution written. Hiến pháp được soạn thảo khi nào? Và hiến pháp được soạn thảo vào năm 1787. 1787. 1787. Câu tiếp theo. The Federalist Papers supported the passage of the US Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the US Constitution. Name one of the writers. James Madison. James Madison. Câu số 67 này, cái từ khó ha cô anh chị. The Federalist Paper là những người viết tham luận ủng hộ việc thông qua hiến pháp là ai ha? Thì mình phải kể tên một trong những người tham gia viết cái tham luận thông qua việc hiến pháp, thông qua hiến pháp. Thì trong này nó có rất là nhiều những cái ông, và mình phải nhớ được tên một ông. Và nếu cô bác anh chị nào thấy tên nào dễ nhớ nhất thì mình sẽ chọn ha. Còn Trân chọn cái ông là James Madison luôn. Cái từ khóa là The Federalist Paper và name one of the writer là kể tên một người tác giả trong cái nhóm tham luận này cô bác anh chị ha. Câu này nó hơi khó cho nên cô bác anh chị ráng học nha. Rồi câu tiếp theo. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. U.S. diplomat. Rồi câu số 68 này người ta hỏi là có một việc, một thứ mà Benjamin Franklin
nổi tiếng là ông là nổi tiếng về cái gì, thì mình phải nghe được cái từ khóa là wanting và nghe được cái tên của ông Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, à, famous là nổi tiếng, for là về điều gì. Thì ông Benjamin Franklin là người, là nhà ngoại giao đầu tiên của nước Mỹ, phải không ạ? Là US diplomat, là nhà ngoại giao, US diplomat. Câu tiếp theo. Who is the father of our country? Who is the father of our country? George Washington. George Washington. Câu này dễ rồi các anh chị ha. Ai là cha đẻ của nước Mỹ? Ai là tổng thống đầu tiên luôn ha các anh chị? Và ai cũng biết hết là George Washington. Câu này mình nghe được nguyên câu luôn. Who was the first president? Who was the first president? George Washington. George Washington. Rồi, câu này cũng rất là dễ luôn. Câu 70 là ai là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ? Là George Washington. Và mình nghe được the first president ha. The first president là từ khóa của câu này. Rồi, như vậy là mình đã làm thêm được 10 câu tiếp theo nữa rồi. Mình gần đến về tới đích rồi, mình đã được 70 câu rồi, mình còn 30 câu nữa. Bạn Trân sẽ cố gắng làm nhanh chóng để cho cô bác anh chị ôn hết 100 câu luôn ha. Trân sẽ rất là vui nếu mà cô bác anh chị có những góp ý chân thành cho những cái bài Trân post lên. Cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video clip của Trân. Trân xin chào và hẹn gặp lại.